Nè, mày chuột đấy không? Gồng chuột chiếc tạ thủy ngựa. Rõ ràng người ta ngửi cái mùi chuột chết anh đây. Đúng là có mùi chuột chết thật. Tao biết ở đâu. Nóng như thế này thì làm sao phải mặc, làm sao phải mặc, làm sao phải mặc. Nóng như thế này thì làm sao phải mặc, làm sao phải mặc, làm sao phải mặc. Nóng như thế này thì làm sao phải mặc, làm sao phải mặc, làm sao phải mặc. Ôi chết 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 mắt chết 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 to. Em thấy này đặt bên phải một tí ra nhỉ? Không được, bên trái. Đưa ra. Bên phải nhá. Bên trái. Bên phải. Bên trái. Bên phải. Thôi được rồi. Bây giờ anh thấy đặt như thế này là hợp lý nhất à? Đây, để vào. Vừa ý chưa? Ok. Sợ. Không tin tưởng. Các chủ làm ăn thế này thì chết. Tại sao lại để cái logo ở giữa mặt hình con mẹ thế này? Chủ sửa ngay cái này cho anh. Thế bao giờ chủ sửa xong? Nhà chủ có nuôi rùa không? Không. Cấu nuôi sao làm mãi thế? Lúc nào cũng mãi, mãi, mãi. Có giấc mơ nào em đêm khẽ lướt qua làn môi mềm lấp lánh như ngàn tia nắng. Dậy làm việc đi ông ơi, đến giờ rồi. Ủa gấp nước cho tỉnh ngủ. Ê, các anh chú đáo quá. Sáng sớm thức dậy, anh bỗng thấy mình quá đẹp trai. Ai biểu cái số của ông trời, ông tạo anh ra để xét gái. Đợi chị. Ui, đẹp trai thế. Đứng nhờ cái. Em phải lấy cả người nó phải xem là uốn ẹo, uốn ẹo. Một, hai, ba, action. Mau tí. Mau này mày ạ. Rồi. Một, hai, ba, diễn. Kiểu ngần ngại. Ta là... Sao có nhiều người, sao có nhiều người. Diễn đi, diễn đi. Cái chủ lặng ai? Ờ, đầu tiên lặng. Phải sửa ngay nha.
Action. Xong rồi xong rồi nhìn em nhìn cái góc này thì thằng này xong rồi cái cánh lũ em gì thế mà mặt thằng Nghĩa anh không đứng em ơi em đứng cái gì à bây giờ à thế còn bắt như vậy mùi gì mùi nhỉ này mày chuột à nè không chuột tiếp ok mày chạy 2, 3, giết.